Kính chào quý khán giả đến với chuyên mục Đại đoàn kết của Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau. Xin kính mời quý khán giả cùng theo dõi các hoạt động nổi bật của Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong tháng 9 và kết quả công tác mặt trận 9 tháng đầu năm, đồng thời phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022. Ngày 15 tháng 9, Quỹ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tại 63 điểm cầu toàn quốc phản biện xã hội đối với dự án Luật Đất đai sửa đổi. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Về bố cục của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi gồm 16 chương, 240 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều, sửa đổi bổ sung 156 điều, bổ sung mới 36 điều và bãi bỏ 8 điều. Dự thảo luật đã thể chế các định hướng trong văn kiện Đại hội Đảng khóa 13 các nghị quyết của đảng, của quốc hội, đặc biệt đã thể chế quá 3 mục tiêu tổng quát, 6 mục tiêu cụ thể, 6 nhóm giải pháp và 8 nhóm chính sách lớn tại nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển. Dự thảo luật đất đai sửa đổi có nhiều nội dung mới. Luật đất đai sửa đổi thống nhất điều chỉnh các quan hệ quản lý sử dụng đất đai, tạo hành lang pháp lý cho quản lý sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên, phát quy cao nhất nguồn lực đất đai để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp quá hiện đại quá, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Ngày 16 tháng 9 vừa qua, ông Quỳnh Quốc Việt, ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và ông trần văn hiện ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh cà mau tiếp và làm việc với công ty cổ phần tập đoàn sovico đi cùng đoàn công tác có ông nguyễn hồ hải phó bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh trao đổi tại buổi làm việc Ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thông tin về công tác an sinh xã hội của tỉnh trong những năm qua, đồng thời mong muốn thành quỹ thành phố Hồ Chí Minh và công ty Sovico quan tâm hỗ trợ nhiều hơn đến công tác an sinh xã hội của tỉnh. Đại diện công ty, ông Nguyễn Quảng Minh cho biết, sắp tới công ty sẽ quan tâm và ưu tiên hỗ trợ về nhà ở cho bà con nghèo khó khăn tại Cà Mau. Riêng tại buổi làm việc đã trao tặng 10 căn nhà tình thương trị giá 500 triệu đồng. Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9, Quỹ ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức tập quấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2022. Đến dự có ông Trần Văn Hiện, Quỹ viên Ban thường vụ tỉnh Quỹ, Chủ tịch Quỹ ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng đại diện Ban thường trực Mặt trận, Ban dân vận tỉnh Quỹ và Ban tổ chức tỉnh Quỹ Cà Mau. Dự tập quấn có 110 đại biểu là cán bộ ở các quyện, thành phố, thị trấn, xã, phường trên toàn tỉnh. Trong thời gian này, đại biểu được tiếp thu 5 chuyên đề về công tác dân tộc, tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kỹ năng viết tin bài trên trang thông tin điện tử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác tổ chức cán bộ, bộ máy Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng, hoạt động quà giải ở cơ sở, công tác giám sát và phản biện xã hội, một số nội dung mới cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, việc thực hiện quy trình thủ tục lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh. Một số nội dung về công tác vì người nghèo và giảm nghèo. Thông qua lớp tập quấn, giúp đại biểu nắm giữ kiến thức, kỹ năng cần thiết để áp dụng có hiệu quả vào thực tế công tác. Trong 9 tháng qua, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên đoàn kết tập hợp lực lượng tạo sự đồng thuận cao của xã hội, chăm lo cho các đối tượng nghèo cận nghèo khó khăn thành phần yếu thế trong xã hội, giúp họ dương lên thoát nghèo bền vững. Cụ thể, hệ thống mặt trận các cấp trong tỉnh đăng ký giúp đỡ 894 hộ, trong đó có 456 hộ nghèo, 367 hộ cận nghèo và 71 hộ mới thoát nghèo. Quỹ quyên góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh từ đầu năm đến nay tiếp nhận hơn 5,5 tỷ đồng. Lũy kế từ khi phát động đến nay trên 88,1 tỷ đồng. Công tác chăm lo cho người nghèo, dùng nghèo, các hoạt động an sinh xã hội do mặt trận chủ trì dẫn động tiếp tục được chú trọng. Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh dẫn động được gần 19,3 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội toàn tỉnh dẫn động được hơn 32,3 tỷ đồng quỹ cứu trợ các cấp và các tổ chức thành viên dẫn động cứu trợ hậu quả thiên tai được hơn 14 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ người nghèo và an sinh xã hội đã xây dựng 77 cây cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 255 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hơn 19.806 xuất quà, gần 88 tấn gạo cho người nghèo, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, gần 1.393 lượt và nhiều hỗ trợ khác. Trong 2 năm 2020-2021, mặc dù đại dịch COVID-19 bùng phát, song quỹ vì người nghèo các cấp đã tiếp nhận được hơn 126,6 tỷ đồng. Ngoài ra, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên các ngành các cấp dẫn động các hoạt động an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 183 tỷ đồng. Riêng quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 dẫn động được gần 83 tỷ đồng. Khi mà chúng ta càng khó khăn, thì cái tấm lòng tương thân tương ái của cộng đồng doanh nghiệp của người dân của các nhà hảo tâm lại được khơi dậy từ đó mà cái nguồn lực vận động cái nguồn lực chúng ta kêu gọi được tăng lên thì có cái tăng lên này thì chúng ta sẽ có cái điều kiện cùng với nhà nước để chăm lo các cái chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh chúng ta thời gian qua tốt hơn Tuy nhiên hiện nay, toàn tỉnh có hơn 16.500 hộ nghèo, cận nghèo cần được hỗ trợ giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng xã hội, hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động ban thường trực quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh cà mau kêu gọi cán bộ công chức viên chức người lao động trong cơ quan đảng chính quyền đoàn thể đơn vị sự nghiệp cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang các tổ chức cá nhân chức sắc tôn giáo trong và ngoài tỉnh ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái lá lành đùm lá rách tự nguyện đóng góp ủng hộ cho quỹ vì người nghèo tùy theo điều kiện của mình nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ cho người nghèo cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững và góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày thêm giàu đẹp. Riêng tại lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo, sáng ngày 30 tháng 9, đại biểu tham dự đã đóng góp vào quỹ vì người nghèo gần 40 triệu đồng. Các cơ quan tổ chức đăng ký ủng hộ số tiền gần 85 triệu đồng. Trước đó, tại hội nghị trực tuyến sơ kết 9 tháng được tỉnh quỹ, Ủy ban nhân dân tổ chức, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát động buổi quyên góp quỹ vì người nghèo trong cán bộ ba cấp, tỉnh, huyện, xã và đã tiếp nhận được hơn 470 triệu đồng. Giai trò của người nghèo tỉnh Cà Mau đã khắc phục được cái tình trạng trong trời lại, chỗ này là chỗ quan trọng có nghĩa là mình giúp đỡ bao nhiêu không biết nhưng mà cái ý thức của người nghèo ý thức của gia đình bản thân của những nhà nghèo những hộ cận nghèo mà họ thấy được cái tự lực của họ để họ tự khắc phục họ dương lên từ cái nội sinh từ cái bản thân của gia đình rồi từ cái sự hỗ trợ của nhà nước cái sự hỗ trợ của cộng đồng của xã hội cộng lại mà họ biết vận dụng được cái này họ tập hợp được cái này để họ phát huy cái sức mạnh riêng của họ thì tôi tin rằng là cái công tác giảm nghèo cà mau mình sẽ tốt hơn với truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách mọi sự đóng góp hỗ trợ của tổ chức doanh nghiệp cá nhân xin gửi về ban dẫn động quỹ vì người nghèo tỉnh cà mau địa chỉ số 284 trần hưng đạo phường 5, thành phố cà mau tỉnh cà mau số tài khoản ba bảy sáu một tại kho bạc nhà nước tỉnh cà mau số điện thoại